thổi không chạy, thôi lửa nó táp kìa. Gió quá trời luôn, gió quá, lửa bay tùm lum tà la tà le hết khói. Cái này mình làm lạc xưởng cho nó chín chứ mình chiên lạc xưởng bằng nước đó mọi người. Khói quá trời luôn. Gió đang gió lớn quá thành ra lửa nó cứ bay hoài. Để củi vô. Đốt bằng cái lá dừa này nó cháy. Cái củi này là mình lụm vòng 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 nhà mình á. Nắp luôn. Được rồi, đừng có để nữa. Để từ từ. Để hướng mình đang tới nè. Để cháy nhẹ nhẹ từ từ thôi. Cháy với một hồi nó cháy tùm lum tùm la hết. Từ từ nó mới chín. Xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Bếp Của Má nha. Hôm nay thời tiết mát mẻ, bây giờ là 3 giờ chiều. Trời thì không có nắng lắm, trời đang gió, thành ra mình sẽ làm một món ăn vặt. Để mà mình ăn vặt, món này là món bắp xào. Cái này là cái cùi bắp mình đã bạo rồi nè. Chỉ có hai trái thôi, tại vì mình làm ít à. Mình làm ở phía sau nhà rất là mát luôn nè mọi người. Cái món bắp xào này thì nguyên liệu cực kỳ dễ tìm nè. Cách làm thì vô cùng đơn giản, nhưng mà ăn thì rất là ngon. Tại vì nó thơm mùi bắp nè, mùi bơ nè. Còn thêm là lạc xưởng nè, thêm hành nữa. Rất là ngon luôn. Bây giờ các bạn cùng xem hết clip ủng hộ mình nhé nha. Tại vì bây giờ đang nhóm lửa nè. Đang nhóm củi phía sau lưng mình nè. Thành ra cái khói nó bay vô cái camera mọi người không có thấy được. Bây giờ mình sẽ quay lại cho các bạn xem hen. Mọi người, nó chiên lạc xưởng mà đá tưởng là nó đang luộc lạc xưởng đó mọi người. Nãy nó đổ ra bớt rồi đó. Nước quá trời nước luôn. Sao lạc xưởng gì nó cục đung vậy? Này nhét vô, nhét xích vô. Để cháy từ từ thôi. Củi này nó sẽ cháy lắm nè. Đó, nó đang cháy kìa. Đừng có nhét nữa. Nhét một hồi nó bít lỗ hết rồi. Đấy, nó luôn. Luôn vậy, mấy con kiến này nó không chịu rớt xuống một hồi là thành kiến nướng luôn. Chết luôn. Chết gì, tội nghiệp nó mày. Mày thử mày đang nóng vậy coi mày sao. Để cho người ta sống vậy chứ. Đó, chạy rồi, nó đi ra hết rồi. Cái này cháy ngon rồi. Xong. Hồi nãy bắp mình đã bào rồi. Chịu nói.
Bắp này chỉ có hai trái thôi, một chút xíu hành, bơ. Cái này là con ruốc, con rươi, con gì, con tép sấy ăn liền. Mà để ít thôi, không có để này nhiều đâu. Khét. Rồi xong xong xong, trời ơi cháy lâm lâm rồi kìa. Cháy, để cái chảo xuống. Cái cây bên kia kìa, cái cây bên kia nó cháy kìa. Nó không có cháy. Cháy. Xúc cái đó bỏ ra làm. Cháy cái cây củi kìa, lụm lên. Chị nghĩ em làm gì chị? Ghê quá, chưa có hết kìa. Sao không lụm nó lên? Để cục bơ nhiều nữa hả? Bây giờ mình sẽ xắt cái lạc xưởng này ra. Ui chà, nó làm cái gì mà khói bay nghi ngút. Một hồi chắc thành thịt xông khói luôn. Đang đứng đây nè, một cục thịt xông khói đây nè. Sao khói nó cứ bay qua tao hoài vậy ta? Chị đứng nhiệt khói gì? Có ai ăn thịt xông khói không? Đang đứng một cục đây bốn mấy ký nè. Trời ơi, trời trời trời. Ngồi có khi nào cháy luôn cái điện thoại không trời? Trời, lửa nó táp kìa. Bếp này bếp củi sợ không được rồi, nó tát vô cái nồi dẻ kìa. Trời ơi, cái này chắc không phải là bắp xào bơ đâu mà bắp xào khói á. Mình thổ cho cố vô. Rươi nữa. Ủa sao để hành chứ nhỉ? Nếu mà món này nếu tính tiền thì 10.000 hộp, 10.000 hộp. 10.000 hộp, 10.000 hộp, mãi vô, mãi vô. Bỏ cái đó vô nhìn màu đẹp ha. Con rươi, con ruốc gì đó, con tép sấy. Ruốc. Con tép sấy. Đầu bếp vừa sắt vừa ăn dụng luôn. Trời ơi, bốc ăn hết rồi. Chưa.
vô tiệm làm gì có lọc sưởng? Có. Hả? Có rồi mất. Này, đây. Được rồi. Đừng có để lửa. Ngon quá ta. Thơm á. Đó, xóc xóc xào xào lên rồi. Trời, có tương ớt nữa hả? Mayonnaise nữa hả? Ngon ta. Thơm. Thôi đừng có chế này lên hoa. Thôi không ăn đâu. Ăn chế lên ở trên cho đẹp thôi. Bắp xào phiên bản bếp củi xong rồi các bạn. Ngon ra. Màu đẹp quá trời. Hả? Thôi khỏi ngọ khỏi gì để hành như vậy được rồi. Rồi chế đi. Chế gì chế đi. Trời, được rồi. Mayonnaise. Ăn nha. Có tương ớt hả? À, bắp này làm xong để thêm mayonnaise vô. Đổ thêm tương ớt vô. Ăn. Thôi ăn đó hả? Cái này không phải mình làm đâu. Cái này Út mình làm á. Tại vì thường thường mình không có ăn vặt. Mình ít có làm đồ ăn vặt á. Tại thờ mập á, không có ăn vặt. Này ăn cái bắp này á. Nó ngọt. Ngọt ngọt giòn giòn. Nói chứ lâu lâu ăn vặt cũng ngon. Mà đừng có ăn nhiều nha các bạn. Ăn mấy này nhiều không có tốt cho sức khỏe nha. Mình lâu lâu mình ăn lần đó thì được. Ăn ít ít thôi. Các bạn nhớ đăng ký kênh Bếp của Mama để theo dõi những video mới tiếp theo ủng hộ mình nhé nha. Cảm ơn các bạn nhiều.